Cuộc đời của chính mình ai quan sát, phân tích và đúc kết cho mình? Ai? Ai là người có trách nhiệm với cuộc đời của các bạn? Chính mình. Khi các bạn đúc kết được cuộc đời về chính mình, các bạn sẽ nhận ra một điều: tri kỷ không phải tìm kiếm đâu xa. Tri kỷ chính là hiểu mình. Cách đây 2600 năm, có một nhân vật là một vị hoàng tử sống trong nhung lụa từ bé, vì vua cha sợ cái người này mà đi tu thì không còn được làm vua nữa thì phí, vì đã được năm nhà tiên tri nói là: một là làm vua của các vị vua, hai là trở thành một bậc giác ngộ. Đâm ra vua rất lo, nay mà nó không ở lại làm vua thì nó trở thành bậc giác ngộ, thì nó đi tu mất, thì mất mất vị vua, tiếc. Giống chúng ta không? Chúng ta đẻ con ra mà nó không giống mình tức không? Nó phải giống mình. Mình làm vua nó phải làm vua, mình làm kỹ sư nó phải làm kỹ sư, nó phải giống mình. Còn nó làm hơn kỹ sư là các bạn tức, bảo hình như nó phải con mình. Nên thằng ăn mày đẻ con ra, con nó cũng phải giống giống thằng ăn mày nó mới chịu. Còn giống ông Tổng thống nó không chịu đâu. Thế là vì ngài được sống trong nhung lụa, nên có một ngày đẹp trời, ngài ra ngoài đường ngài chơi, thì được vua cha là sắp xếp hết những cái cảnh bên ngoài là để đánh lừa ngài. Cảnh nào cũng phải sung sướng hết. Và ngài không biết khái niệm già bệnh là gì hết. Vì ngài, các bạn phải hiểu, ngài là văn võ song nhé. Năm 17 tuổi là giỏi võ nhất Ấn Độ nhé. Thì mới lấy vợ năm 17 tuổi chứ. Ngài đi ra cổng thành thứ nhất, ai cũng sướng, ai cũng vui hết. Nhưng đến khi đi về, ngài gặp một người bị bệnh. Ngài mới hỏi người đánh xe là người đó bị cái gì mà thấy có vẻ mệt mỏi. Người đánh xe bảo: ai cũng bị bệnh hết, chẳng có ngài khỏe nên ngài không bị được. Ai cũng sẽ bị bệnh giống như người đấy. Ngài ngạc nhiên vô cùng. Lần thứ khác ngài lại đi ra cổng thành khác, cũng có câu hỏi như vậy, nhưng lại lúc này là gặp một người già lụ khụ, râu tóc bạc phơ, lưng còng. Ngài bảo: ai cũng vậy chắc. Cái người đánh xe ngựa lại nói: sau này ngài cũng sẽ già giống như người đó, cũng lụ khụ như thế. Một ngày đẹp trời lại gặp một cái đám ma, một người bị chết. Mà các bạn biết ở bên Ấn Độ, người chết là nó không có bỏ quan tài, nó để ở trong nhà, nó bó cái chiếu rồi nó mang ra sông Hằng nó quăng, hoặc là nó đốt. Nhà nghèo thì quăng, nhà giàu thì đốt, vậy thôi. Ngài lại hỏi là: ai cũng thế chăng? Người đánh xe bảo: ai cũng già rồi cũng phải chết hết, không thoát được. Lần thứ tư ngài đi ra một cái cổng thành khác, ngài lại quan sát thấy một hiện tượng là có tay ngồi thiền dưới gốc cây, xung quanh chẳng có ai cả mà nét mặt vẫn bình thản như không. Trước đám đông người đi lại mà nét mặt vẫn cứ bình an như không. Ngài hỏi: tay đó làm gì vậy? Thì người đánh xe bảo: đấy là những bà la môn đi tu, họ xả bỏ gia đình để họ đi tu. Ngài mới hỏi: đi tu để làm gì? Họ đi tu để họ tìm về bất tử, không còn sinh diệt nữa thì bất tử chứ gì nữa. Ngài mới thắc mắc cái đó. Bốn lần nhìn có phải là bốn lần quan sát không? Bốn cổng thành khi ngài đi ra có phải là bốn lần quan sát không? Để rồi đến năm 29 tuổi, tức là cả chục năm sau, ngài lấy vợ sinh con rồi, ngài mới quyết định ngài đi tu. Giữa đêm ngài bỏ kinh thành, ngài ra đi. Như vậy các bạn để ý, từ cái quan sát, phân tích, đúc kết đó, để ra được một cái quyết định cho cuộc đời của mình, rất nhiều trường hợp mất 5 năm, 10 năm, 20 năm là bình thường. Chúng ta đừng hy vọng là nó đến cái ra được quyết định ngay, không có đâu. Chưa đủ sâu không ra được quyết định. Mà đấy là những bậc vĩ nhân nhá, những bậc giác ngộ đấy, mà nó còn như thế. Nên chúng ta đừng kỳ vọng ông chồng của mình, đứa con của mình học được một vài khóa học hay rồi thay đổi ngay, không có đâu. Nó là cả một tiến trình để chúng ta quan sát lại, phân tích lại và đúc kết lại chính cuộc đời của mình. Và các bạn được quyền nghi ngờ luôn những cái điều người ta đúc kết, vì chính các bạn phải đúc kết lại, các bạn hiểu nó mới sâu. Còn các bạn chỉ có copy nó thôi là các bạn đang học vẹt, thì nó hơi nguy hiểm nha. Như vậy sơ bộ ở đây chúng ta mới thấy là các nhà khoa học nổi tiếng họ đều đi cái tiến trình này, và các bậc giác ngộ để đến được với cái con đường tu tập họ cũng phải đi tiến trình này. Và
chúng ta đang học tất cả những cái thứ gì khoa học để lại hay đạo học để lại, có phải là chúng ta đang học lại đúc kết của người xưa không? Nghiệm lại đi. Các bạn lật một cái quyển sách giáo khoa ra, quyển đó một năm mà có được, hay nó là hàng trăm năm nó mới sinh ra cái quyển đấy, tích lũy rất nhiều đời. Nên các bạn phải hiểu tất cả những cái gì chúng ta đang học chính là đúc kết của người xưa để lại. Và có rất nhiều đúc kết nó bị sai và người ta phải thay đổi bằng những đúc kết mới. Cuộc đời của các bạn là ai đúc kết cho mình? Cuộc đời của chính mình ai quan sát, phân tích và đúc kết cho mình? Ai? Ai là người có trách nhiệm với cuộc đời của các bạn? Chính mình. Đây là yếu tố đầu tiên mình phải nhìn nhận. Chính mình là người phải đúc kết lại cuộc đời của mình. Không có ai làm việc này thay cho các bạn tốt bằng chính bạn cả. Khi các bạn đúc kết được cuộc đời về chính mình, các bạn sẽ nhận ra một điều là tri kỷ chính là hiểu mình. Tri kỷ không phải tìm kiếm đâu xa. Trên mạng nó rất nhiều bài báo nó nói tìm một người tri kỷ rất khó. Tại sao khó? Khi các bạn chưa đúc kết về cuộc đời của mình theo chiều sâu, tức là chưa hiểu mình, các bạn chưa hiểu mình mà đòi người khác hiểu mình, dễ hay khó? Các bạn sớm nắng chiều mưa mà đòi người khác hiểu mình quá khó. Nhưng khi nào các bạn thực sự hiểu mình, các bạn thay đổi mình theo chiều sâu, tự động các bạn có tri kỷ. Người nào là phải làm tri kỷ cho mình đầu tiên là ai? Chính mình là tri kỷ của mình. Nên người nào than thở tôi không có tri kỷ, hầu hết các bạn hỏi ra họ không hiểu chính họ. Người nào lại trả lời thêm một câu tôi không có bạn thân thì người đó là một tai họa. Tri kỷ là những người bạn vô cùng thân mà là có năng lực hiểu họ mình. Như vậy là nhìn, người nào quá nhiều bạn thân cũng là một tai họa. Quá nhiều bạn thân tức là họ đang nhầm lẫn giữa bạn sơ và bạn thân. Bạn thân cũng chỉ còn vài người thôi. Và tri kỷ là việc đầu tiên mình phải tri kỷ mình. Nha. Nào. Vậy bài tập lúc này là gì? Nếu chúng ta phải làm bài tập ngay lúc này là gì? Là chúng ta có đúc kết lại cuộc đời của mình được không? Có, chúng ta có quan sát lại cuộc đời của mình không? Và đây là một trong những cách rất hay để các bạn xây dựng đội ngũ nhé. Gắn kết tình bạn, gắn kết tình đồng đội là chính là làm cái công việc này. Là các bạn đúc kết lại cuộc đời của mình trên một trang giấy và trao cho người bên cạnh. Đúc kết trên nền tảng của sự trung thực, không chơi nói dối, không chơi vác quyển sách ra lên thấy cuộc đời của người nào hay hay copy vào, không chơi. Viết CV xin việc của sinh viên bây giờ là nói dối hay nói thật? Nói dối nhiều hơn nói thật, vì họ chỉ nói mặt tốt mà họ không nói mặt xấu. Mà cuộc đời của chúng ta thì cả ưu lẫn nhược nó đan xen vào nhau. Vậy nếu mà chúng ta chỉ liệt kê cái ưu mà không liệt kê cái nhược, có phải là chúng ta đang sống với cả cái mặt nạ sĩ diện không? Thiếu trung thực. Trung thực là rất quan trọng. Vậy để các bạn hiểu, hai người bên cạnh hiểu nhau, trong một tổ chức hiểu nhau, và thậm chí hai người yêu nhau mà cam kết đến với nhau cả một cuộc đời, việc đầu tiên là các bạn hiểu mình, mang cái hiểu mình đó ghi ra giấy, đưa cho người bên cạnh đọc thật kỹ đi. Chia tờ giấy ra, ưu điểm của tôi và nhược điểm. Phải ghi cả nhược điểm nha. Vì chúng ta đến với nhau là vì ưu điểm, mà chúng ta chia tay nhau là vì cái gì? Vì nhược điểm. Vậy nếu ghi hết ra mà hai người chấp nhận được với nhau thì hai người đó là bạn cả đời được, thì chúng ta lấy nhau nó mới dễ. Nhưng lập gia đình không khó đâu các bạn. Liệt hết ưu nhược điểm, dán trước ngực, dán lên Facebook, dán lên Zalo. Người nào chấp nhận cái đó của mình thì lấy được thôi. Trong bắt họ cũng dán một tờ y như vậy. Đặc biệt trong những cái khuyết điểm phải bắt ký tên mà. Tôi chấp nhận khuyết điểm này vô điều kiện.